Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã trao quyết định cho đồng chí Hồ Văn Mừng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng đồng chí Hồ Văn Mừng đã được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và dân vận 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trong 9 tháng đầu năm, dù đối mặt nhiều khó khăn thách thức, nhưng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành kinh tế xã hội phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Kết quả trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng ước tăng 6,54%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang đã ban hành quyết định công nhận 5 xã nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện Thoại Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang sẽ có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, gợi mở nhiều nội dung quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành các địa phương tập trung thực hiện, nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng và dân vận, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã cho ý kiến quyết định một số chủ trương quan trọng khác theo thẩm quyền. Kết quả làm việc tại hội nghị sẽ được cập nhật trong chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, việc sạt lở bờ đông sông Hậu tại xã Phú Hữu, huyện An Phú và bờ bắc kênh Sáng, xã Tân An, thị xã Tân Châu vừa qua là khu vực được cảnh báo sạt lở hàng năm trong tổng số 56 điểm sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất bờ sông, trước mắt ngành chức năng đưa ra giải pháp tăng cường trồng và bảo vệ cây xanh, thảm cỏ trên ta luy kè đê, trồng cây ven sông để tăng cường độ bám dính, giữ đất và hạn chế sạt lở. Mới đây, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đến kiểm tra thực địa tại hai điểm sạt lở ở thị xã Tân Châu và huyện An Phú. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận sự ứng phó kịp thời của địa phương trong tình thế cấp bách. Tuy nhiên, về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần phải có những giải pháp căn cơ để ngăn chặn sạt lở bờ sông do nhiều nguyên nhân tác động. Bây giờ các đồng chí mà dọn cừa đó để tránh cái xói mòn là được, là đúng rồi. Nhưng bây giờ hiện nay cái đó là tạm thời thôi. Dạ. Còn nó sẽ tiếp tục xói mòn nữa. Dạ. Do đó cho nên là không dùng cái kè tràm ở đó làm căn cứ cho cái việc mà chống sạt lở tại chỗ đó. Dạ. Mà hiện nay là giữ nguyên cái đó để đảm bảo cho nó không sạt lở. Nhưng mà khi mà khắc phục hậu quả thì phải có một cái lớp cừ ở ngoài này.
đảm bảo. Chứ còn nếu mà làm vậy thì bắt đầu nó xói mòn cái này xong sao nào tới đó, mà thời gian rất nhanh. Với cái kiểu đóng cửa tràm này, biết không, chỉ biết là nguyên lý trong cái việc mà giữ cái giữ cho nó yên cái bằng mặt cường gì đóng này, mai mốt là nó sẽ cái đoạn trên là nó bị mục cái phần để đảm bảo cho cái tuyến đường nó thông thoáng, giữ công năng của người lại thì phải tiếp tục ở ngoài nữa. Theo cảnh báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp, với 56 khu vực được cảnh báo sạt lở. Nguyên nhân được xác định là do nền đất yếu, mưa kéo dài, nước lũ dâng cao, lưu lượng tàu thuyền qua lại nhiều, kết hợp dòng chảy xiết tác động lên đường bờ, với mái bờ kênh thẳng đứng sẽ gây nên sạt lở. Giải pháp lâu dài thì xin đề xuất là các giải pháp như sau: thứ nhất là phải trồng cây xanh, đó là thảm cỏ trên ta luy kè đê, trồng cây ven sông để tăng cường cái độ bám dính của đất, giữ đất và hạn chế sạt lở. Cái trồng cây là rất quan trọng, cho nên đó là cái nội dung đầu tiên là xin đề xuất như thế. Cái thứ hai là về phân luồng giao thông hợp lý, bởi vì nơi này là nó có nguy cơ sạt lở rất cao, cảnh báo hàng năm, cho nên là hạn chế cái lưu thông là phương tiện giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là trong mùa lũ. Hiện nay mùa lũ mà chúng ta tàu bè chạy là dữ dội, coi như là nó sắm đánh vô sạt lở. Về phòng chống sạt lở, tỉnh An Giang cũng đưa ra giải pháp lâu dài và tổng thể là kè cứng, bê tông, rọ đá những nơi xung yếu. Tuy nhiên kinh phí thực hiện là rất lớn, đòi hỏi thời gian thực hiện lâu dài. Trước mắt, để hạn chế thiệt hại về người tài sản do sạt lở đất bờ sông, các địa phương nên có giải pháp trồng cây ven bờ sông, góp phần giảm nguy cơ sạt lở. Vì chúng ta không bao giờ có đủ điều kiện về kinh phí để làm kè cứng hết toàn bộ, đó là điều chắc chắn. Có đi xin đi xỏ, có ngân sách của tỉnh đi chăng nữa thì không bao giờ ra hết. Cho nên là kè mềm như các anh chỉ nói bằng cách trồng cây trong đó tre, tôi chưa, lúc nãy anh Duyên có nói cây bần thì tôi cũng không chưa am hiểu cái sinh trưởng các loại cây này thế nào, nhưng mà phải có cái kè này. Như ở ngoài phía Bắc thì hiện nay là trồng tre hết toàn bộ, thì cái này có hai cách, nó có chí thư là thứ nhất là Ủy ban tỉnh sẽ họp sau khi báo cáo giao Sở Nông nghiệp triển khai trồng thí điểm ở chính ngay những đoạn, ví dụ như đoạn sáng nay đó, ví dụ trồng 50-70-100 mét gì đó. Tôi còn muốn trồng được thì có từ cái cây nè đấy, rồi vấn đề quy hoạch, chứ không phải chúng ta trồng đâu, chúng ta trồng quy hoạch là trồng ra bao nhiêu mét, rồi để sau này nếu làm kè được đoạn đó thì phía trong mình vẫn làm được như thế, thì các ngành sẽ phải tham mưu cái này đấy. Thì đó là trước mắt. Về sau khi thí điểm xong thì sẽ thực hiện bằng hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là giao về cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phần này, phần nào cần kinh phí của tỉnh thì tỉnh sẽ bố trí kinh phí. Nhưng một cái giải pháp hay hơn tôi thấy các tỉnh phía Bắc làm, đó là giao cho hội nông dân triển khai, đặc biệt là thực hiện cái phong trào là Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại vì cứ chia nhỏ ra làm từng đoạn và có giao tổ chức hội nông dân triển khai gắn với phong trào chúng ta, thì cái này chúng ta không phải triển khai dự án, cho nên không phải chờ thủ tục đầu tư, không phải chờ tất cả mọi thứ mà toàn dân có thể tham gia được thì nó sẽ rất nhanh. Đương nhiên là phải theo cái quy hoạch của mình, theo cái hướng dẫn của mình, chứ không phải trồng thì nó không được. Thì tôi thấy là kết hợp cả trước mắt lâu dài thì chúng ta mới bảo vệ được, thứ nhất là nó tổng thể hết cả tỉnh, và thứ hai nữa là nó bền vững hơn. Là địa phương có nhiều sông, kênh rạch, địa chất yếu, thiếu hụt nguồn phù sa, sự gia tăng của tốc độ dòng chảy trên các sông, nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh rạch ngày càng gia tăng về quy mô, tần suất. Với sự quyết tâm cùng những giải pháp của tỉnh, hy vọng sẽ hạn chế được tình trạng sạt lở đất bờ sông trên địa bàn. Chiều hôm qua ngày 2 tháng 10, Thường trực Thành ủy Long Xuyên đã có buổi làm việc với các ban tham mưu giúp việc, Trung tâm Chính trị thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng đầu năm, các cơ quan tham mưu giúp việc đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Thành ủy kịp thời lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tổ chức xây dựng đảng được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bộ phận văn phòng thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản, phục vụ tốt công tác tham mưu cho Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy điều hành thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới với nhiều mô hình hay hiệu quả hướng về cơ sở, góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên Võ Thiện Hảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, từ đó đề ra kế hoạch giải pháp thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.